chào các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chụp lại cái tấm ảnh chân dung hoặc là ảnh cũ để phục hồi lại làm sao mà chuẩn nhất có thể. Tức là mình không phải là chuyên nghiệp thì mình chụp sẽ bị mờ hoặc là bị bóng sáng hoặc là nó chưa được tốt, thì mình cố gắng chụp được sao nó tốt nhất thì khi mà mình phục hồi lại tấm ảnh nó sẽ đẹp hơn. Trước hết là mình chọn cái vị trí chụp cho các bạn. Cái vị trí thì mình tránh cái ánh đèn điện này, tránh cái ánh mặt trời này, hoặc là tránh những cái nơi tối, chọn những cái nơi mà ánh sáng vừa đủ, không mạnh quá mà không yếu quá. Như đây mình sẽ chụp ở dưới cái mái hiên này. Đấy, chụp ở dưới cái mái hiên này, ánh sáng của nó cũng khá là ổn. Hoặc là chụp, nếu mà chụp ở ngoài trời ấy, chụp ở ngoài trời không có mái ấy, thì sẽ bị cái ánh sáng nó hắt vào, nó sẽ những cái ảnh mà có cái lớp JF thì nó sẽ bị bóng rất là nặng. Trước khi hướng dẫn các bạn chụp đấy thì mình cũng mời các bạn xem hình ảnh trước và sau khi hoàn thiện. Và mình cũng tiện đây mình cũng còn muốn nói với các bạn là nếu như các bạn mà đem tấm ảnh đi scan được thì chất lượng sẽ tốt hơn là chụp. Mình scan ở cái độ phân giải cao, thường thì 300 dpi, dành cho những cái ảnh mà có kích thước hơi lớn một chút, hoặc là 600 đến 1200 dpi cho những cái ảnh nhỏ nhỏ cỡ 34 hay 46. Nếu mà scan được thì sẽ tốt hơn chụp. Chụp chỉ dành cho những bạn mà ví dụ như là bận không đi được, hay là mà những cái hình ảnh gốc của các bạn nó còn nét, còn nó mà mờ quá thì tốt nhất là nên đi scan. Rồi bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn các bạn chụp nhé. Trên tay mình đang cầm là một cái tấm ảnh chân dung và có kính, có khung nhé. Mình cũng đã tháo các cái vít ở đây là mình cũng đã tháo ra hết rồi, để mình tháo cái kính ra lau chùi vệ sinh nó sạch sẽ rồi chụp lại cho đẹp. Đây bây giờ mình bắt đầu tháo kính nhé. Cái kính này ấy, thì nhiều khi là nó sẽ bị bóng này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, bỏ ra là hết bóng rồi. Để vào nó bóng này. Đấy. Với cả nhiều tấm kính nó để lâu ngày nó sẽ bị mốc ố rồi bị bụi bẩn bám vào ấy. Thì cái tấm ảnh làm lại sẽ mất rất nhiều công, và nói chung là mình làm nhiều công thì giá nó cũng sẽ cao hơn là mình làm ít công, đúng không? Đây, cái tấm ảnh đây. Và mình đã có chuẩn bị một cái khăn lau để lau làm sao cho nó sạch. Để nâu đây, nâu sạch. Những cái tấm ảnh mà ví dụ như là nó bị tức là không có cái lớp ép ni lông này, không có cái lớp giấy ép này, hoặc là không có cái lớp ép lụa ấy, thì tốt nhất là các bạn nên đừng nên nâu nhé. Sau khi mình nâu sạch sẽ tấm ảnh xong thì mình tiến hành lau, ví dụ như là điện thoại của các bạn ấy, thì các bạn lau ống kính điện thoại, hoặc là máy ảnh thì chắc là không cần lau, bởi vì máy ảnh thì thường các bạn sẽ bảo quản cái ống kính rất là sạch sẽ. Thì bây giờ mình lau cái ống kính nhé, lau bằng áo đấy, lau cái ống kính cho nó sạch sẽ đi. Rồi bây giờ mình tiến hành chụp nhé. Mình chuyển chế độ ảnh này, rồi sau đó là mình quay các góc làm sao để cho không bị cái hướng bóng nó hắt vào. Đấy, các bạn nhìn thấy bảo cực cái nắp này không? Đấy, cái bóng hắt vào như này thì nếu mà không may các bạn chụp mà để cái hướng hắt vào như này thì làm rất là khó. Đấy, các bạn để đây, để cân này, để cân tay này, xong rồi chụp vậy thôi, nó chỉ vậy thôi là đã xong rồi. Nhưng mà cẩn thận hơn thì mình có thể chụp nhiều góc đi. Cẩn thận hơn thì mình có thể quay nhiều góc mình chụp. Nhưng mà tuyệt đối là phải cầm thật chắc tay nhá. Tay mình thì đang kê lên đầu gối như này. Hai tay mình đang kê lên đầu gối như này. Thì mình cầm nó rất là chắc, không bị rung. Các bạn có thể chụp bằng máy ảnh hoặc là điện thoại của các bạn, nếu như điện thoại của bạn chất lượng camera nó tốt. Nhớ nha, tuyệt đối đừng để nghiêng máy như này nhá, thì nó sẽ bị bóng này. Cứ để thẳng thì sẽ không bị bóng.
mời các bạn tham khảo thêm một vài tác phẩm của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của phục hồi ảnh.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0943311089. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.